Xin chào quý vị và các bạn. Tiết đại hàn đã bắt đầu từ ngày 21 tháng 1, nhưng liên tục những ngày trở lại đây, thời tiết ở khu vực Bắc Bộ khá ấm áp, cảm giác lạnh chỉ còn xuất hiện về đêm và sáng. Như tại Hà Nội, nhiệt độ lúc 13 giờ trong 4 ngày liên tục đều lên trên 23 độ, có những hôm còn lên đến là 25 độ. Đây là một mức nhiệt khá cao trong khoảng thời gian chính đông tại Bắc Bộ, tạo thuận lợi cho các hoạt động thường nhật cũng như là vui chơi của người dân. Nguyên nhân là do các đợt gió mùa bổ sung có cường độ yếu và suy yếu nhanh. Trong đêm nay và sáng sớm mai, đới gió đông đến đông nam từ phía biển vẫn hoạt động, mang nhiều hơi ẩm vào đất liền nên tình trạng nhiều mây, độ ẩm không khí cao và có sương mù ở các tỉnh phía đông bắc bộ. Đến trưa chiều, vùng áp thấp phía tây mở rộng, trời sẽ giảm mây và có nắng nhiều hơn. Cao nhất ở đông bắc, mức nhiệt là 24 đến 27 độ. Còn ở khu vực tây bắc, do nằm gần vùng nóng, nhiệt độ còn lên mức từ 26 đến 28 độ. Một số nơi kết hợp với yếu tố địa hình có thể đạt mức là 29 độ, có phần oi nóng vào trưa chiều. Dự báo tình trạng ấm áp còn kéo dài đến hết ngày 25 tháng 1. Sau đó thì từ ngày 26, khi Bắc Bộ đón gió mùa mạnh tràn về, kết hợp thêm với hình thế gây mưa thì trời sẽ chuyển rét. Mọi người cần chú ý để có kế hoạch sinh hoạt cho phù hợp. Với các tỉnh thành thuộc khu vực Trung Bộ, do không khí lạnh hoạt động yếu nên trong đêm nay và ngày mai, mưa và mưa rào nhẹ chỉ xuất hiện rải rác ở các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ, bao gồm các tỉnh từ Quảng Trị trở vào cho tới Bình Định. Các khu vực còn lại mưa ít xảy ra. Về tình hình nhiệt độ thì tăng dần từ Bắc vào Nam. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt cao nhất ngày khoảng từ 25 cho đến 27 độ. Còn ở phía Nam, khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam và ở mức là từ 28 cho tới 31 độ. Nhìn chung thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân. Với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết tiếp tục ít mưa và nắng nhiều, đặc trưng mùa khô tại nơi đây. Nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Tây Nguyên là từ 28 cho đến 30 độ, có nơi là trên 30 độ. Còn ở tại Nam Bộ, phổ biến là từ 30 đến 33 độ. Riêng một số nơi ở miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ có thể lên đến 34 độ. Thời tiết có phần oi nóng và thời gian trưa chiều. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển trong khoảng 3 ngày tới ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm là quần đảo Hoàng Sa có gió đông đến Đông Bắc phổ biến ở mức là cấp 5. Riêng phía Đông Bắc khu vực đạt cấp 6 biển động. Tàu thuyền chú ý tránh đi vào vùng biển động để đảm bảo an toàn. Còn khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc có cường độ trung bình, mưa giảm xuống diện vài nơi, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Như vậy, Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây và có sương mù nhẹ vào đêm và sáng sớm. Đến trưa chiều trời hửng nắng và ấm áp. Trung Bộ có mưa nhẹ ở Trung Trung Bộ, còn lại ít mưa và nhiệt độ tăng nhẹ. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng, có phần oi nóng vào trưa chiều ở miền Đông Nam Bộ. Đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 24 tháng 1 của chúng tôi xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.